Tương cố bất tương kiến, thanh thanh mạch thượng tan, mạch thượng tan, mạch thượng tan, ý thiếp tâm quân thùy đoạn trường. Thì cái cảnh mà hai người mà chia tay rồi đi, cái chữ tương cố bất tương kiến là thường thường là gì? Là trong nhau mà chẳng thấy nhau. Ở đây Đoàn Thị Điểm dịch là không có nói cái chữ đó, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Hai người đi mà chia tay mà đi giày mà hai người đều cùng trông lại một lượt, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dấu xanh ngắt một màu, mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Trời ơi, cái bài đó dịch như vậy rồi tôi nói thôi rung rời, đọc cái rung rời hết. Mà tìm cái chữ mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai đó thì ý thiếp tâm quân thùy đoạn trường, thì chữ đoạn là ngắn, chữ trường là dài, ai là ngắn ai là dài, thế thì làm gì có cái chữ mà ai sầu hơn ai. Vậy mà dịch tôi đọc nghe thế là hồn vía bay phải khói hết. Đấy, tôi đọc và các vị nghe cũng mê cái âm nhạc của ta. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Tìm ra những chữ đó trong cái chữ hát là chữ nào nghe nấy đó, không bao giờ có. Thế thì ta đặt là chinh phu là coi như là người của mình, còn mình là người chinh phủ. Lấy cái tâm trạng chinh phu và chinh phủ mà nói lên cái bối cảnh của cái xã hội của một thời đại, phong kiến, thân phận của con người, trở thành chinh phu chinh phủ đau khổ như vậy mà phải ngậm đắng nuốt cay, mà phải chịu. Phải chịu nghĩa là trong cái cảnh mà trống trường thành long lai bóng nguyệt, mà khói cam toàn mờ mịt thức mây, chín lần gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịt đến ngày xuất chinh, nửa đêm là phải đi thôi. Nước thanh bình 300 năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ đây, xứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng cho niềm tây xa nào, tình nghĩa vợ chồng phải bứt bỏ và đi. Chứ là dịch tác phẩm ghê lắm, thành ra tôi dịch cái này là tôi cười mình thôi à. Tôi nói tôi làm theo kiểu Đoàn Thị Điểm. Tìm cái chữ ngoài đầu cầu, nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, mà bổ khôn bằng ngựa, mà thủy khôn bằng thuyền. Nước trong chảy mà lòng phiền không rửa, cỏ xanh non mà dạ nhớ không khuây, nhủ rồi nhủ lại liền tay, mà bước đi một bước dây dây lại dựng. Tìm trong chữ hán là làm sao mà kiếm những chữ đó, chữ nào nghe nói tiền đâu có ra. Nhưng mà không ngoài cái ý của tác giả. Nên chân bất lập giọng bổn vô, hữu vô câu khiển bất không không, thập lục không mong nguyên bất trước, nhất cách như lai thể tự đồng. Cái này là hai câu mà tôi dịch thành bốn câu nè. Chân không thật lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Có một câu đầu mà dịch thành hai câu đó. Chân bất lập ba chữ, vọng bổn vô có sáu cái từ thôi, mà đây dịch là chân không thật lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Thì câu thứ hai là hữu vô câu khiển bất không không, dịch trở thành ra một câu đó dịch thành hai câu. Có và không xóa sạch chớ để lòng, có không thật không lại không hoàn toàn rỗng, thành hai câu dịch thành bốn câu. 16 món gọi là không, không dính dáng chứ Như Lai cùng chứng cái thể tịch nhiên này. Thế thì là vấn đề chân vọng rồi, vấn đề có và không. Chân không thực lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở đây nào. Cho nên là học đạo mà sâu đi sâu rồi đó nghe, đừng có đặt cái vấn đề mà giật vọng mà cầu chân nhé. Giật vọng mà cầu chân là hỏng rồi đó. Đừng có cầu, đừng có tìm, bởi vì chữ tìm nó đã sẵn nghĩa không gặp. Người ta đi tìm hạnh phúc là vì hạnh phúc không có ở trong hiện tại của trong đời sống người ta, cho nên ta mới đi tìm hạnh phúc. Do vậy cho nên chữ tìm nó đã sẵn nghĩa không gặp rồi, không có rồi. Trong khi cái người tu hành á là người ta hiện pháp lạc trú, người ta sống ở trong cái hiện tại này, ta có an vui ở trong cái hiện tại này, không có tìm đâu nữa hết. Đức Phật Thích Ca được vô thượng bồ đề ngay cái lúc còn hằng ngày đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, được vô thượng bồ đề cũng trong lúc giáo hóa chúng sanh 49 năm đó, đã có ở trong sống trong bồ đề vô thượng, sống trong niết bàn vô thượng, chứ không có tìm.
Do vậy cho nên là người đệ tử Phật của chúng ta, là đệ tử Phật ngày nay mà còn đợi, mà còn chờ, mà còn tìm, mà còn hy vọng, mà tìm cái chân, lo việc cái giọng là tu sai rồi, không có an lạc được đâu. Cũng như Kinh Di Đà một lần đó, ôn lại cái Kinh Di Đà rồi liễu nghĩa kinh đó. Quốc danh cực lạc, tịch quan, chân cảnh cá trung huyền nè, cực lạc ở đây nè, mà nếu mà không thưởng thức được cái an vui, cái sung sướng của cảnh cực lạc, thì đừng hòng tìm cảnh cực lạc ở phía mặt trời lặn nào, không có đâu. Phật Di Đà đó nè, Phật hiểu Di Đà, pháp giới, tàn thân, tùy xứ hiện, tự tánh là Di Đà, tánh mình thanh tịnh là Di Đà đó, đừng có tìm ở đâu nữa hết á. Cho nên kinh này là kinh Đại Thừa, phải nghe như vậy đó. Còn bây giờ vấn đề có và không nè, có và không phải xóa sạch chứ để lại. Đừng có phủ nhận núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, đừng bao giờ phủ nhận nó là không, phủ nhận nó là sai đấy. Cho nên là đa số tu mà không hiểu là bắt đầu gọi là học tu thiền đó, mà là cố ngồi mà quán tưởng sao mà cho nó là hiện tượng sự vật trước này là coi như không có. Tôi có nói sai rồi, tôi uổng xác, uổng kiếp, uổng công, uổng xương sống. Vận dụng cái thiền định quán chiếu gọi là quán không, mà không bằng cái kiểu là làm cho núi tiêu đi, đất tiêu đi, mặt trăng, mặt trời, cỏ cây, hoa lá, mọi người, mọi vật đều tiêu hết đi, để còn cái hồn của mình gửi trong cái chỗ mà không có gì hết đó. Thì chỉ còn có cách là gửi nhà thương điên Biên Hòa thôi, chứ không có gửi cái chỗ nào kỳ cục vậy hết đó. Trong đầu mà không còn gì nữa hết là đi vô nhà thương điên Biên Hòa. Chứ không có thể có cái không đó như vậy. Cái không đó như vậy Đức Phật không có dạy để làm cái gì. Mấy người mà nó điên, thật là điên, nó không hề biết một cái gì hết, chẳng cần cái gì hết, thì cái đó là điên rồi chứ không phải là thiền định đâu. Nhân thân thiền định mà như vậy là thiền định điên rồi đó, người ta gọi là lạc thiền đó. Thế thì là sao? Thế thì là sắc, gọi là sắc trần các bạn. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đó là những cái hiện có trước mắt, đừng có động gì tới nó đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục, lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Anh muốn chứng được cái đạo nhất thừa của đạo Phật phải không, là anh đừng có oán ghét, anh đừng có chê trách, đừng có trốn chạy lục trần. Chừng nào mà anh không oán trách, anh không trốn chạy, anh không oán ghét, anh không là bực bội gì sắc thanh thân vị xúc pháp, là anh đã trở về cái bản tánh chánh giác vốn có của anh rồi đó. Chứ còn muốn cho nó không có, không bao giờ được. Đừng có học cái kiểu mà không của đạo Phật, cái kiểu đó dùng cái đầu óc của mình mà quán chiếu nghĩ ngợi để mà dứt đi cái hiện tượng vạn pháp để cho nó trở thành không là loạn trí rồi. Không cần đâu, mà chỉ cần dục lục trần bất ố, anh đừng trốn chạy nó, anh đừng quán ghét nó, anh đừng bực bội nó, anh đừng có bất bình bất mãn với lục trần, là nó trở về cái tự tánh chánh giác vốn có của anh là cái thật tánh đó, trở về rồi đó. Do vậy cho nên là có là mình không nói nó là có thiệt à, phải hiểu như vậy đó. Có là không có thật, không có thật đây là không có thật ngã mà không có thật pháp. Nó là một pháp mà cái pháp đó không thật, vì nó không có thật ngã, nghĩa là nó luôn luôn là biến chuyển, từng sát na sanh diệt vô thường vận động, mà không có cái pháp nào nó tồn tại, nó đứng yên đó. Kể cả chúng ta về chúng ta tưởng là chúng ta là có ư, có thì có đó, nhưng mà có không thật có. Chúng ta chịu cái sự chi phối của vô thường từng sát na sanh diệt kia mà. Do vậy cho nên cái người học đạo là phải thấy được cái đó, cái tính chất vô thường biến chuyển của sự vật. Vì sao? Vì tất cả hữu tình vô tình đều là do trùng trùng duyên khởi nương gá hòa hợp mà sanh, thì cũng trùng trùng duyên khởi nó chia ly để rồi nó hoại diệt. Do vậy cho nên vạn pháp sanh rồi diệt, diệt để sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Phải nhìn bằng cái thấy như vậy, gọi là cái nhìn đó mới là phù hợp với chân lý. Do vậy cho nên cái người học đạo phải là biết rằng mà có, cái có đó không thật, gọi là giả có. Còn đạo Phật gọi là không, không mà đừng tìm cái hoàn toàn rộng. Mà không đây là sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc. Ngay nơi cái sắc này là không, mà gọi là không là ngay nơi cái này mà thấy nó, vừa nơi cái sắc này mà thấy không.
Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Đó nghĩa là mình thấy được cái tánh duyên sanh của vạn pháp. Vạn pháp duyên sanh cho nên có, không được gọi là Phật có. Mà cũng đừng bảo nó là không. À nó đâu có không, nó có kia mà. Nhưng mà đạo Phật gọi là vạn pháp giải không, là gì? Không đây mà không phải hoàn toàn rỗng, mà là nó bị cái vô thường, cái vô ngã nó chi phối hết cả cái chân lý cuộc đời. Hiểu được như vậy thì cái người tín đạo người ta tự tại an nhiên, người ta bất động trước cảnh cõi đời này. À cho nên có không Phật không không hoàn toàn rỗng. Thank you.